nữ hoàng phòng trà một thời, ca sĩ Quỳnh Lan đã chia sẻ lại một giai đoạn vô cùng đáng nhớ, những năm tháng du ca. Nhóm du ca đồng đội là một cái nôi để Quỳnh Lan bước vào với sự nghiệp âm nhạc của mình. Và cả cuộc sống hiện tại khi trở lại với những khán giả thân thương. Quỳnh Lan luôn khao khát được yêu. Khi đã tìm được tình yêu thì mình đắm chìm vào tình yêu đó. Chỉ cần chừng đó thôi. Đón xem Chuyện của Sao với ca sĩ Quỳnh Lan được phát sóng vào lúc 20:15 thứ Bảy ngày 3 tháng 8 năm 2019, chỉ có trên VTV9.